Ok, cái này là cái video đầu tiên của T-Touch YouTube. Ok, T-Touch muốn nói với các bạn về 10 chuyện mà các bạn nên biết về thơ. Thứ nhất, mình tên là Mạc Anh Thơ. Thứ nhì, mình sinh năm 1989, có nghĩa là mình đã 23 tuổi rồi. Mình sẽ không nói mình 24 tuổi tại vì mình không muốn già. Thứ ba, mình vẫn còn single. And mình không có looking, bởi vậy xin mời mấy anh nhé. Thứ bốn, mình rất là thích những gì mà đẹp đẽ, tại vì mình thấy rằng những gì mà mình giống như là thơ rất là thích, like nhìn cái gì mà sáng sáng một xíu á, chiếu một xíu, thơ thích đồ sáng sáng. Thứ năm, mình quên rất là dễ, có nghĩa rằng á là mình không có giận lâu, bởi vậy mình sẽ không bao giờ để đồ gì khi giận bụng hết á, mình sẽ luôn tha thứ. Thứ sáu, mình có 4 đứa em gái, có nghĩa là gia đình mình có 5 đứa con gái, gọi là ngũ long con chúa. Thứ bảy, mình sống tại Omaha, Nebraska, ở Mỹ. Thứ tám, cái channel thứ nhì mà mình hay nói tiếng Anh á là Lovable Việt. Thứ chín, mình cao 5 feet 6, hình như là 1m7 mấy á, không biết, mình không biết convert qua tiếng Anh qua tiếng Việt nhiều. Thứ 10, mình ăn rất là nhiều, bạn mình hay gọi mình là bé heo. Nhưng mà bây giờ thì đổi rồi, bây giờ nhiều bạn gọi mình là bé voi, tại mình rất là to con, lớn xác và ăn rất là nhiều. Đó là 10 điều mà mình muốn cho bạn biết về có người muốn biết rằng thư sợ gì nhất. Thư có 10 điều thư muốn nói về những thư sợ ở một mình nè, có nghĩa rằng thư sợ nhất là tự nhiên thức dậy không có ai bên cạnh mình hết, những cái nhà mà không có người, giống như là khi mà lâu lâu á ba mẹ làm em mấy đứa em đi học rồi không ai nhà, thư thức dậy rồi thư không thấy ai hết, thư tưởng là người ta bỏ thư rồi, bởi thức là buồn, thức là sợ, vậy thư không thích ngôi nhà trống. Thứ nhì, thư không thích rắn, thư rất là sợ rắn. Thứ ba, thư không thích nhện, thư không thích những gì nhiều con, cái con gì mà có nhiều chân. Thứ tư, thư sợ với công việc của thư. Thư sợ không biết tại sao mà giống như là có người rị chân mình á, tại vì sợ ma. Thứ năm, thư sợ ma. Thứ sáu, thư sợ điểm xấu, giống như là nếu mà không có A ở trong cái test là thư sợ. Thứ bảy, thư sợ bị đi lạc. Thứ tám, thư sợ tình yêu, rất là sợ tình yêu. Thứ chín, thư sợ làm người khác đau hoặc làm tổn thương người khác. Thứ mười, thư sợ làm ba mẹ mày thư buồn. Người đàn ông mỹ mãn nhất của thư là như thế nào? Người đàn ông mà mỹ mãn nhất cần 10 điều. Một, anh ta phải cao hơn thư, tốt nhất là 1m8 mấy, thứ thích nhất là cao, người nữ con trai cao. Thứ nhì, anh ta phải thật là ga lăng là dễ thương nhất. Thứ ba, anh ta không được ghen, thư không thể là chỉ người chịu nổi những người ghen, tại thư có rất là nhiều bạn mà là con trai, bởi vậy một đứa con trai mà quá ghen tuông sẽ không có thể nào bền với thư được nổi. Thứ bốn, anh ta phải có học, phải chịu học hay phải có việc làm mà anh ta thích hoặc chính đáng. Thứ năm, người mà thư thích á, phải ba mẹ thư mới thích, phải chịu thư mới chịu, tại ba mẹ thư không thích thì thư không thể nào yêu nổi, ba mẹ là chính hết nhé. Thứ sáu, bạn bè thư thích anh ta, tại vì bạn bè mình muốn mình được vui vẻ, bởi vậy họ nhìn thấy những gì mình không nhìn thấy được, nhất là khi mình đang yêu một người mình sẽ không thấy họ là người như thế nào, nhưng bạn mình vì bạn mình không yêu họ, bởi bạn mình sẽ nói cho mình sự thật. Thứ bảy, chân thật, chỉ cần anh ta biết làm sai, biết nhận lỗi, thư sẽ tha lỗi. Nhưng mà đừng để thư phải tìm hiểu cái đó một mình thư, mà thư biết á, thư sẽ không thể tha lỗi chuyện đó.
thứ 8, nếu anh ta biết nấu ăn là tốt nhất, tại Thư không biết nấu ăn nhiều. Thứ 9, anh ta phải chịu trận một xíu, tại vì Thư rất là nhõng nhẽo. Thứ 10, anh ta phải rất là có nhiều patience, là cái gì hả ta? Patience. Để Thư tự nghĩ đó, patience là cái gì? Mấy bạn biết patience là gì chứ? Patience kiên nhẫn. Anh ta phải có nhiều kiên nhẫn, tại vì Thư take a while to trả cho anh ta lại tình cảm anh ta cần, vì anh ta cần kiên nhẫn, tại vì Thư không có yêu dễ dàng. Ok, nếu mà Thư sẽ gặp được anh ca sĩ, model hay là người nào, anh Thư sẽ gặp với ai? Nếu mà Thư có thể gặp được cái anh nào mà là famous á, thì minh tinh hay gì đó, Thư sẽ gặp cái anh Biren, tại vì anh ta là chồng chưa cưới của Thư. Anh ta chỉ không biết thôi à, tại vì một ngày nào đó anh ta sẽ thức dậy và anh ta sẽ thấy yêu thương rất là nhiều. Như vậy thôi, đó là end of story. That's how it's gonna work. Đúng vậy, người mà Thư sẽ cưới là Biren. Cái này hơi personal một xíu, nhưng mà Thư sẽ trả lời thân hình của Thư measure như thế nào. Oh no, nó phải nói tới anh Việt. Vòng ngực 32B, vòng eo 22 inch, vòng 3 37 inch. Việt Nam anh chị vậy? Có một cô curious muốn biết rằng á, là ở trong bốn đứa em Thư thương ai nhất và gần gũi ai nhất. Ở trong bốn đứa em thì Thư phải nói là Thư thương đứa thứ ba nhất, đứa tư nhất, Erica nhất, tại vì khi mà cô ta còn nhỏ là Thư nuôi dưỡng, bị Thư thương cô ta nhất. Còn mến nhất và gần gũi nhất thì phải là bé Trâm, tại vì bé Trâm giống như là, tại vì mình gần tuổi với lại cô ta quá, bởi vậy cô ta biết tất cả gì về mình, cô ta có thể là gọi là người bạn thân nhất next to kế bác Nga. Tất nhiên Nga là thứ hai rồi, xin lỗi nha Nga, em đi trước lượt Nga. Ok. Một người muốn biết rằng á, là cho thư một người bạn tốt là một người bạn như thế nào. Một người bạn tốt là một người như là bạn Nga Trần. Cô ta là bạn thân nhất của Thư. Hai đứa tốt, tại vì là người bạn tốt không tính toán với mình, lo lắng cho mình, không ghen tuông với mình, luôn like, biết nhường nhịn với mình. Người bạn tốt không phải là người bạn nữa, mà là một người anh chị em như gia đình của mình. Họ biến thành một giống như là máu thịt của mình. Giống như là nếu mà họ đau thì mình cũng đau theo. Giống như là họ suy nghĩ về mình, giống như là mình là bàn tay bàn chân của họ. Vậy đó. Chết rồi. Chứ sao biết ngay, mấy người cứ hỏi tôi mà. Có người hỏi Thư rằng là bồ hay là bạn. Nói cái này đừng buồn nha. Ok. Bạn trai á, bồ bịch á, Thư không thiếu. Thư cần nhất á là người bạn thân. Bởi vậy có bạn là quen bồ. Xin lỗi. Tội mấy anh quá. Ok, mấy cô bé này thật là hư nhé. Mấy cô bé muốn hỏi Thư rằng Thư muốn bao nhiêu đứa con. Ok, Thư rất là sợ sinh đẻ. Bởi như vậy Thư thích nhất là nếu mà thể adopt, nếu mà người chồng cứ mà chưa có Thư có thể cho Thư được đi sinh con nuôi á, thì Thư muốn hơn 10 đứa con. Nếu mà Thư phải đẻ cho anh á, phải đẻ, rất là bất tất dĩ. Nếu mà phải để cho ảnh thì chắc là cho ảnh 2-3 đứa. Vậy thôi ạ. Cái câu này là trong những gì mà Thư dạy làm, Thư thích nhất là làm cái gì, dạy làm cái gì. Thư thích nhất là dạy làm tóc, hoặc là may đồ, hoặc là làm mấy cái đồ mà nhẫn như chuyện mới đó. Đó Thư thích làm nhất. Cái mà Thư ghét nhất là phải làm cái dạy đằng sau người ta làm phấn son. Nó so long. Tại vì naturally là Thư không mang phấn son nhiều. Hồi nào Thư phải đi đâu mà Thư mới dính vô một xíu phấn son thôi. Nhưng mà thiệt ra Thư rất là ghét phấn son. Thư hận mang phấn son luôn á. Bởi vậy like even khi mà Thư đi chơi đây đi chơi đó, Thư không mang phấn son nhiều á. That's why like rất là khó để mà come up this phấn son, that phấn son style. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì Thư có thể vẫn dạy được, không sao hết.